Chuyến làm khách của West Ham tới sân của Leicester City vào ngày 4 tháng 10 tới đây được cho là không hề dễ dàng một chút nào. Tuy nhiên, khá là điều dễ hiểu khi chắc chắn hai đội sẽ hướng tới cho mình một chiến thắng. Phong độ thi đấu của Leicester rõ ràng vẫn rất khá ổn. Đội bóng này luôn duy trì được một sự ổn định hầu hết các mùa giải vừa qua. Chỉ với 5 trận thi đấu gần nhất, Leicester đã cho thấy được sức mạnh rõ rệt với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Cả 5 trận họ đều bất bại. Trong trận thi đấu ngay trên sân nhà của mình với Burnley vừa qua, Leicester đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2, có được 68% kiểm soát bóng trong toàn bộ 90 phút thi đấu. Họ còn giành chiến thắng đậm 4-1 ngay trên sân Etihad của đương kim Á quân Manchester City. Bên phía West Ham, đội bóng này đang khá mờ nhạt trong thời gian vừa qua. Đó có lẽ là những gì có thể nói về đội bóng này. West Ham có cho mình được 2 trận thắng và con số 3 là số trận mà họ để xảy chân. Trận so kèo gần nhất đã được đội khách ấn định với chiến thắng 5-1 trước Hull City vào ngày 23 tháng 9. Theo các số liệu thống kê ghi được, West Ham có cho mình 61% kiểm soát bóng, tung ra 19 pha dứt điểm so với 5 pha dứt điểm từ phía Hull City. Trong các lượt trận thi đấu trên sân khách như khi đối đầu với Arsenal vào ngày 20 tháng 9, West Ham đã có màn trình diễn khá tệ khi để thua với tỷ số 1-2. Đội bóng này đang có phong độ thi đấu trên sân khách khá chán. Chính nhờ sự thi đấu ổn định của mình, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời điểm hiện tại đang thuộc về Leicester. Đội bóng này ghi được 7 bàn thắng từ đầu giải tới giờ và mới chỉ để thủng lưới 2 bàn, hiệu số lên tới giường nằm với 2 chiến thắng. Ngược lại, West Ham với sự thi đấu thiếu tập trung của mình đang phải đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng. Số bàn thắng mà hàng công ghi được là 1 bàn, trong khi đó hàng thủ để thủng lưới tới 4 bàn từ đầu mùa giải đến giờ. Đây phải nói là một kết quả quá tệ. So kèo với nhau không ít lần tại Ngoại hạng Anh, Leicester và West Ham có lẽ đã không còn mấy xa lạ về lối chơi của nhau. Trong 5 trận đối đầu gần nhất, Leicester thực sự chơi quá tốt khi đem về được tới 2 chiến thắng cho mình. Trận so kèo gần nhất được ấn định với một tỷ số rất đậm 4-2 dành cho Leicester vào hồi tháng 1. Với sự chênh lệch rõ ràng như vậy, Leicester hoàn toàn xứng đáng để có được 3 điểm. Nhà cái ấn định kèo châu Á là 1 với tỷ lệ ăn cược của Leicester và West Ham lần lượt là 2,03 và 1,83. Người chơi đặt cho đội chủ nhà Leicester sẽ an toàn bộ số tiền khi họ giành chiến thắng trong trận đấu và ghi từ 2 bàn thắng trở lên. Nhà cái ấn định kèo tài xỉu là 2,53 với tỷ lệ ăn cược của tài và xỉu là 1,87 và 1,95. Người chơi đặt tài sẽ an toàn bộ số tiền cược khi trận đấu khép lại với từ 4 bàn trở lên. Theo tôi, anh em đặt cửa Leicester City và kèo xỉu sẽ mang lại tỷ lệ thắng kèo cao nhất. Dự đoán tỷ số Leicester City 3, West Ham 1.